Tại phiên chất vấn ngày hôm nay đã có 38 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn cũng như tranh luận để làm rõ các vấn đề. Có 3 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, 15 giám đốc sở ban ngành và 5 chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện đã tham gia trả lời, báo cáo giải trình những nội dung liên quan. Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khẳng định nội dung chất vấn thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của Hội đồng nhân dân, đồng thời là sự chia sẻ, đồng hành với Ủy ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành quận huyện trong việc trả lời chất vấn và thực hiện các nội dung đã cam kết với Hội đồng nhân dân thành phố, với cử tri và nhân dân. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy vấn đề được Hội đồng nhân dân thành phố lựa chọn chất vấn, tái chất vấn là đúng và trúng, quan trọng, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố các cấp, các ngành tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, khẩn trương chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ khắc phục các tồn tại hạn chế, thực hiện nghiêm túc các cam kết, lời hứa đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nêu rõ, đối với các nội dung yêu cầu cụ thể về phiên chất vấn sẽ được chủ tọa kỳ họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết về chất vấn. Căn cứ đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện và định kỳ báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện. Quan điểm là phải đảm bảo kỷ luật, kỷ cương. Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát đến cùng để có những kết quả sản phẩm cụ thể. Và cái nội dung này thì Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng xuyên suốt trong lãnh đạo thành phố là tất cả các việc mà chúng ta đã nêu ra thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta giải quyết và có kết quả sản phẩm cuối cùng. Ngày mai, kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố sẽ họp phiên bế mạc.